Vâng, xin chào mừng các bác đã quay lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Sơn Túc Đỏ. Thì trước mặt các bác đây là một lô loa 3G. Mà nói là 3G hay là B3 thì thực sự nó là một cái dòng loa có thể nói là nó quá là nổi tiếng và phổ biến trên thị trường hiện tại bây giờ. Thì các bác để ý cho em là trên thị trường hiện tại bây giờ những dòng loa 3G Max 25 thì chúng ta sẽ phổ biến những dòng loa gì ạ? Thứ nhất đó là S10, G810 rồi là hai đợt đúng hai phần hai model đó là phổ biến nhất. Còn hôm nay thì em về cho các bác cái dòng model nó hiếm hơn, nó ít gặp hơn và chúng ta mua thì lâu lâu mới gặp trên thị trường này. Trên thị trường hiện tại bây giờ thì gần như em chưa thấy, hiện tại bây giờ thì không có cửa hàng nào có cả. Đó là model M10. Thì cái model M10 nó khác với model G810 hay là nó khác với model F10 ở một điểm, đó là cái cho âm bass nó hay hơn, nó sâu hơn và nó gần, nó bền hơn, nó khác hoàn toàn với những model còn lại. Thì với cái thiết kế thùng của cái dòng loa này thì các bác biết cho em rồi, về cả cái e-căng hay là kể cả cái e-căng nó cũng khác biệt hoàn toàn, cũng khác biệt hoàn toàn, lòng lực làm bằng vải giống y chang như vậy cho dòng Lobo, rất giống như lòng Lobo. E-căng thì e-căng được bằng làm bằng nhựa hết toàn bộ. Thùng thì giống y chang những cái thùng loa đam, các bác để ý chị em, nó rất là giống thùng loa đam của Nhật, rất là giống luôn, kiểu dáng tự tựa như nhau. Nhưng mà cái điều khác biệt nhất đó là nơi cái bát này. Cái bát này thì cái bát của cái model M10 này được bảng 3G B3 đấy. Họ chú tâm hơn một chút và họ cho ra một cái lồng bát nó rất là hay. Nó tựa như giống đồng bát của cái con HF102. Bác để ý cho em, cái con HF102 thì cái dòng gân, từ cái gân đến cái chất lượng màng thì nó giống y chang cái model này. Nó được ưu tiên hơn. Cho nên là nó cho âm bát rất là tuyệt vời các bác nhá. Dòng này đánh bát rất là mềm và hay. Thì với thông số kỹ thuật mặt sau thì chúng ta đã thấy rồi, nó giống y chang những model của con 3G khác thôi, cũng không có gì khác biệt nhiều. Cũng là cái dòng loa mà được sử dụng là 4 chấu, 4 chạm ra loa. Còn thông số kỹ thuật đây, thì thông số kỹ thuật đó dòng nó là loa 10 inch, độ nhạy tới 92 dB, trợ kháng giải tần đánh từ 45 đến 17 kHz, trợ kháng 8 ohm, công suất là 150W, trọng lượng là 10,5 kg và số EMA. Thì đối với dòng loa 3G mà M10 này thì thực sự là nó cũng không có nhiều trên thị trường. Mà số lượng lô các bác để ý cho em, những người bán cái dòng loa M10 này ấy, thì số lượng họ bán ra thường thường cũng không có nhiều đâu. Cũng chỉ lần nào ông là lấy rồi giỏi được có chục đôi thôi. Thì em lần này lấy được có chục đôi các bác, không có nhiều. Đấy thì phải, nó rất là ít gặp, nó hiếm nữa. Vì dòng loa này nó được nhiều người người ta thích về nghe nhạc. Đấy, nghe nhạc nó rất là bát nó rất là hay và mềm. Đấy, rất là hay và mềm. Và cái dòng loa này thì đảm bảo các bác là gần này đánh chưa biết khi nào bị hỏng. Rất là sướng luôn, các bác sờ cái màng loa phải phê không? Đấy, mít này. Em để ý các bác là em luôn chỉ các bác cách chúng ta chọn màng loa. Có những cái màng loa nào mà nó sần nhưng mà chúng ta mít tay ấy, nó phải trơn. Thì đối với là màng loa sướng, đánh đẳng cấp và bền các bác nhá. Thì bây giờ em mời các bác vào bên trong nội thất của cái loa này. Nó khác biệt với những model khác của 3G như thế nào các bác nhé. Các bác cùng xem nhá. Thì đây là cái chi tiết của cái bát loa này các bác nhá. Thì em cũng xin nhắc lại mấy cái chuyện mà hướng dẫn các bác là cái chuyện chúng ta là sẽ phân biệt được cái loa nào là loa xịn của loa nhái của hãng B3 và 3G. Thì cái chuyện này thật các bác là em còn đã rất là nhắc rất là nhiều lần, nhưng mà em sẽ cố gắng là mỗi video nếu mà nói về loa 3G hay B3 thì em cũng sẽ nói một chút về cái phí sau video để cho các bác nằm mà chưa biết ạ. Và bác nào mà chưa xem những cái video trước của em thì các bác sẽ biết một chút cái chỗ chúng ta để chúng ta có kiến thức và chúng ta so sánh các bác nhá. Thì em sẽ nói về cái chuyện phân biệt sau. Và bây giờ em nói về cái loa này. Thì cái bát loa này các bác nhìn cho em thì nó sẽ, cái model này nó sẽ có cái từ ở đây, nó sẽ có một những cái sóng. Đấy, nó sẽ có những cái sóng ở trên cái từ này. Đấy. Và tiệm 3G sẽ nằm đây. Gần keo vẫn là keo phấn hồng nha, nhưng mà keo này nó phấn hồng ngã màu đấy. Số EMA, tiệm rod, tất cả mọi thứ đang zin hết, cổ loa đang zin hết. Từng cái nhện đang mọi thứ đang zin cả. Gần loa, bát loa đang rất là đẹp các bác nha. Cái đặc biệt của cái dòng loa này thì cái đời này họ đã sử dụng là bông màu lông chuột rồi. Còn trước đó nếu mà trước nữa thì nó sẽ là bông thủy tinh. Đời rất là lâu, nhưng ví dụ như là đời 100C thì nó vẫn là sử dụng bông thủy tinh trắng. Nhưng mà cái đời này là nó đã sử dụng tới bông màu lông chuột rồi. Nhưng mà dòng loa này em kết một cái nó là họ vẫn sử dụng là cái đời tụ đầu. Cái đời tụ là tụ chữ nhật và tụ vuông đấy bác, tụ nhân chữ nhật đấy, nó không phải là tụ tròn như bây giờ nhá. Bây giờ thì họ đã sử dụng sang tụ tròn rồi. Tụ tròn này nó hay B3 bây giờ cũng tụ tròn, nó hay dở một cái là nó lâu sợ hay bị nóng và nó thêm bị nổ. Thì nó, nhưng mà tụ này nó rất là đẹp. Thì em thích những cái đời đầu tiên của hãng 3G B3.
thì họ sử dụng những cái linh kiện rất là tốt. Đấy, cái đời tụ này rất là hiếm các bác nhá, rất là hiếm thị trường bây giờ. Và các bác mua những cái dòng loa D3 hay bao giờ bây giờ á thì những cái tụ này là không còn ở đâu. Không còn cái tụ này nữa mà họ chuyển sang cái tụ tròn rồi. Cái tụ tròn này bác nhá, không có tụ này nữa đâu. Đấy, thì dây loa đang cũng có bọc, tất cả mọi thứ cũng giống giống này. Nói chung là cũng tựa tựa như nhau hết. Tép thì em không tháo này vì tép nó giống nhau rồi. Tép của 3G thì các bác để ý cho em là cứ cái tép nó có cái lỗ ở giữa đó. Cái lỗ thông hơi ở giữa đó là hàng xịn. Còn tép về chúng ta không quan tâm lắm. Còn đây là cái bắt loa. Cái nhện loa. Đấy, tất cả mọi thứ đang còn đẹp. Thì cái kiến thức chúng ta đây muốn chọn loa, nếu mà muốn biết được cái loa còn zin hay không. Thứ nhất là để một là nón loa. Nón loa đã bị bung hay chưa? À, như chiếc này là đang còn zin này. Các bạn kêu đang zin hết toàn bộ. Đẹp hết. Nhện loa là chưa bị bung ra. Đấy, có nhìn thấy em, đã chỗ nhện loa đây này. Chỗ này này. Nếu mà họ làm lại, nếu mà họ không mở ở đây thì họ sẽ mở, phải mở ở đây. Thì mở ở đây á, chỗ này nó sẽ có dấu. Đấy, sẽ có dấu. Đấy, đây chưa đóng dấu. Cổ loa cũng chìm đất. Đó là nghĩa là đang những tình trạng là đang còn loa đang zin đét cho các bác luôn. Loa này là đang zin keo đây, chưa bị cậy ra. Đây các bác nhìn thấy em, cái keo dầu này đang nguyên bản cũ nhà của hãng luôn. Có nghĩa là cái loa này là chưa bị nâng lên, chưa bị nâng màng ra và chưa làm lại côn, cho nên là những cái điểm này nó sẽ còn nguyên vẹn cho các bác. À, nhưng mà có cái điểm là em sẽ nói về cái chuyện mà chúng ta đi phân biệt cái hàng xịn của B3. Thì em nói thật các bác là nếu mà cách đây khoảng 2-3 năm nữa thì cái chuyện mà có nhiều người hiện tại bây giờ đang còn hồi đó là đang chưa tiếp cận được với internet, đặc biệt là với YouTube thì nhiều người vẫn đang còn xa lạ thế hệ, đặc biệt là những thế hệ mà như bố mẹ chúng ta hay những thế hệ mà người lớn lớn một chút thì tiếp cận với internet đang khó. Thì hồi đó tràn lan cái chuyện B3 nhái và gần như là bị lừa rất là nhiều, chục người mua thì cũng phải tầm phải 2-3 người bị lừa là bị dính B3 nhái các bác nhá, trong khi là tiền thì vẫn bỏ ra là tiền hàng xịn. Đấy, nhưng mà mua thì mua hàng nhái. Đó là một cái rất là bất công khi chúng ta mua hàng. À, thì cái chuyện này em đã hướng dẫn rất là nhiều, làm rất là nhiều video rồi. Ngày trước em đã hướng dẫn các bác á. Thứ nhất là chúng ta để ý, thứ nhất là cái bông thủy tinh. Bông thủy tinh là phân tần, nhận biết là hàng xịn hàng nhái nó dễ nhất. Nhưng mà cái bông bây giờ thì họ cũng làm nhái rồi. Đây cái bông hồi xưa là bông lông chuẩn đấy. Nhưng mà bây giờ thì họ làm nhái cái bông rồi. Bông này bây giờ họ tinh vi hơn. Thì họ cũng đã làm nhái được cái bông này. Cái phân tần thì bây giờ họ làm nhái cũng gần như là 99% ở giống này. 99% là giống này. Nó chỉ khác một chút là về cái màu của cái men đây, cái màu men đây, và nó mỏng hơn một chút. Còn hoàn toàn nó chẳng khác cái gì cả, giống lắm. Cho nên là em cũng không hướng dẫn các bác cách chúng ta nhận biết bằng cái hai cái hình thức đó nữa, nó sẽ khó hơn. Mà em sẽ hướng dẫn các bác cái cách này là chắc chắn là nó sẽ đúng luôn. Và hiện tại hàng nhái, kể cả hàng loại 1, loại con khỉ gì vậy nó cũng chưa làm được. Thì cái hình thức này đó là chúng ta nhận biết bằng cái số EMA ở trên cái từ loa, cái từ 500 này, các bác nhá. Thì các bác để ý cho em, cái tem loa, đặc biệt là những cái tem, có nhiều người đi mua loa là cứ để ý cái tem. Em bảo là đó sai lầm, để ý tem làm gì các bác? Bởi vì cái tem này á, nó chỉ một nốt nhạc thôi, nó in là xong rồi. Chắc cần bỏ vào máy xong nó in khoảng 2 phút là nó chắc ra hàng trăm cái tem như thế này. Thì cái tem đừng quan trọng, kể cả hàng xịn mà rơi tem cũng bất tiện được, kể cả cái này bóc thì bất tiện được, không quan trọng gì cả. Cái tem rót này nó đã càng rẻ nữa. Cho nên cái tem đừng bao giờ quan trọng cái tem. Không bao giờ để ý cái tem. Đó là cái chúng chết người của chúng ta, đừng bao giờ để ý cái tem. Đấy, mà chúng ta sẽ để ý cái số email ở đây. Đấy, cái số email ở đây. Các bác lưu ý cho em, nếu là hàng nhái nhá, thì cái số email ở trên cái loa này họ sẽ in bằng là in lụa. In lụa nó giống như in trên cái máy lạnh á. Các bác để ý mà bây giờ trên thị trường họ hay bán cái máy lạnh bãi á, máy lạnh bãi và điện 100V á. Thì đa số là những cái máy lạnh rất là cũ nhưng mà họ làm mới tinh được. Và họ sơn lại rất là đẹp, xong rồi họ lấy cái máy in cái lụa, cái tờ phim lụa, xong họ cứ lăn lên một cái và nó ra cái chữ nào là Daikin, nào là Toshiba, nào là Panasonic, vân vân và vân vân. Nó ra rất là nhiều tên tùy thủy muốn, kể cả in Vector cũng có luôn. Thì đó là những cái in lụa. Thì những cái dòng loa nhái trên thị trường hiện tại bây giờ thì họ vẫn áp dụng cái chính sách đó là vẫn in lụa, bởi vì là giá thành nó thấp và công nghệ nó cũng thấp và mà đơn giản nhất, đó là cách đơn giản nhất mà ai cũng làm được. Thì những cái số email này họ vẫn làm cho chúng ta giống y chang, vẫn copy được cái số y chang như này và họ in lụa lên. Thì những cái số này nó rất là đậm, nó sẽ đậm các bác nha, nó sẽ đậm, nó không có mờ mờ như cái này đâu. Nó rất là đậm và nó sẽ sờ lên. Các bác sờ lên nó sẽ cận cận lên hẳn luôn. Nó cận hẳn lên luôn. Sờ cảm giác luôn đấy. Nếu mà sờ nó sẽ biết ngay, chúng ta sờ lên nhận biết ngay là cái số nó nổi rất là nhiều. À, và đặc biệt
cái những cái đó các bác cạo là nó ra, cạo là nó ra rồi, không có gì khó khăn cả. Chỉ in lộ là nó không có chặt được đâu. Còn đối với hàng xịn á thì họ in bằng laser. Họ in bằng laser thì công nghệ laser nó sẽ rất là cao rồi. Thì công nghệ là đây em lau sạch cho mọi người xem nó dễ này. Nó lau sạch. Đấy, đoạn này nó hơi bẩn. Để cho mọi người thấy đây, kết này, các bác thấy không, bụi này. Em lau nó ra quá trời bụi luôn. Thì cái công nghệ laser nó sẽ in bằng laser quyết. Nó giống như thế là chúng ta in mã vạch ấy, nó cứ chạy qua chạy lại như thế này. Thì nó sẽ ra những cái chấm. Đây em sẽ chụp hình và em cho mọi người xem rõ hơn nhé. Đây thì đây sau khi em đã chụp đây. Em đã chụp từ đây, từ bên này qua bên này. Thì các bác nhìn cho em này. Ở trên cái số của những cái số email ở trên cái từ này nó không hoàn giống như những cái số email bình thường. Nếu như chúng ta in lộ thì chúng ta viết một cái nó sẽ ra cái số nhất nó đồn luôn và nó đen xui, nó rất là đen. Nhưng mà đối với những khắc laser thì các bác nhìn cho em này. Khi em phóng to lên, đấy khi em chụp vào em phóng to lên thì các bác thấy này, nó là những cái vết cắt qua laser mà. Nó cắt qua và nó rất là đẹp, nó giống như chỉ là chúng ta in mã vạch vậy á. Đấy các bác nhìn ra này, đấy. Đây là cái số em chụp đây. Đây. 10P050 này. OK này. Hai bộ ngoặc này. Đấy. Đấy các bác thấy không? Em vừa chụp đây. Vậy em zoom cho mọi người xem rõ hơn, đấy chúng ta sẽ biết rõ ngay. Hàng xịn là nó phải như thế này các bác này. Hàng xịn là nó phải như thế này. Đấy, như thế này các bác nha. Còn nếu cái loa nào mà nó không in được như thế này á thì đó là những loa B3 nhái và chúng ta đã bị mất tiền nó ăn. Đấy. Đây là cái cách nhận biết đơn giản nhất và hiện tại bây giờ vẫn chưa làm được nhái được. Chưa làm nhái được. Thì em hay nói mọi người đó, đây là thời đại công nghệ 4.0 rồi, thời đại công nghệ vậy quá là cao rồi. Mà chúng ta còn bị lừa mua B3 nhái thì thực sự rất là đau luôn, nó là cực kỳ đau. Đấy, trong khi là cái kiến thức này nó khá đơn giản, nó không có gì khó khăn cả. Thì em chỉ lên đây em nhắc lại cho mọi người nhớ tránh trường hợp mua hàng nhái. Thì cái chuyện này em mà đã làm rất là nhiều video nhưng mà nhiều người vẫn không xem được. Đã có những người mà chưa xem được cái video của em cho nên là em cũng cố gắng nhắc lại cho mọi người. Trong mỗi video mà em làm liên quan đến cái lo này em sẽ nhắc lại một chút ở cái cuối video, giống như cái video này, để cho các bác có ai mà không may mà chưa xem được những video trước của em thì các bác cũng xem được cái video này và các bác có cách để chúng ta đi chọn lo. Mua ở đâu cũng được, mua của ai cũng được, cứ ở đâu gì ạ, đẹp thì mua. Không quan trọng là phải mua của ai cả các bác nha, không tin nữ thằng nào được hết. Đấy, cứ quan trọng là chỗ nào uy tín mà chúng ta mua được hàng xịn là chúng ta mua, mà dễ chúng ta mua. Tránh trường hợp là mua hàng xịn mà lại ra hàng nhái là tức rồi. Chứ còn mua hàng xịn là nó hàng xịn là không có vấn đề gì cả. Còn là khi chúng ta đã chấp nhận mua hàng nhái rồi thì nó đương nhiên nó khỏi lại soi. Khi chúng ta mà đã chấp nhận mua hàng nhái rồi thì soi làm gì nữa, vì nó là hàng nhái chắc chắn rồi, làm gì có từ hàng nhái mà ra hàng xịn được. Cho nên là rõ ràng vậy luôn đi, chọn thoải mái các bác nhá. Thì nhiều bác nào có nhu cầu dòng loa này liên hệ cửa hàng bên em. Thì đối với những loa này, bên cửa hàng bên em đang bán với cái giá chỉ là 3 triệu đồng cho một cặp các bác nhé. Chỉ 3 triệu đồng để có ngay một cặp loa 3G xịn luôn các bác. Cảm ơn các bác. Và hẹn gặp lại ạ.